Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Tây Vlog nha. Thì cả nhà ơi, hiện tại mình đang ở trong chỗ sau lưng miếu ông Tà. Thì các nhà thấy có ba cái cây đó không? Thì hai cha con ông mặt quỷ ở trong đó đó. Thì hôm nay mình đến đây gặp ổng, thì mình cũng muốn là cái thứ nhất là muốn giao tiếp với ổng, giúp ổng. Hầu như là ông mặt quỷ này mình chưa có giao tiếp được với ổng nhiều quá nha. Cho nên thì nó cũng hơi khó một xíu, là mình nghĩ là ổng còn chưa có tin mình cho lắm. Thì thêm một cái này nữa, thì mình cũng muốn nói cho ổng biết là như thế nào để mà hai cha con ổng có thể là cùng nhau siêu thoát. Chứ hiện tại bây giờ thì mình thấy có cái hiện trạng là ổng thì ổng cứ nghĩ về con gái ổng. Đó, cho nên rất khó để cho mình giúp được cả nhà. Thì bây giờ mình làm cái nghi thức, mình gọi ông ra để mình có thể nói thêm một đôi lời đó cho ông hiểu thêm cái nha. Mong là ông sẽ tin mình tuyệt đối để mình có thể giúp ông dễ dàng hơn. Thì lần này á, mình quyết định là mình cúng gần luôn cái cây của hai cha con đang ở trong này nữa nha. Thì mình định gọi ông ra thôi, chứ mình không có muốn gọi con gái ông ra. Để cho có cái gì đó ông tin tưởng mình hơn đó nha. Muốn người khác tin tưởng mình khó lắm, huống chi là vong linh. Nên là ông bọc và bọc cháo, ở đây lấy bọc bánh. Không thấy đường. Nó mờ rồi. Dạ, nóng.
Kiểm tra camera đàng hoàng lại cái. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì lâu rồi tôi không có đến đây. Thì hôm nay tôi đến, cái thứ nhất là tôi muốn mời ông ra đây ăn cháo, cũng như là hưởng nhang khói. Còn cái thứ hai tôi cũng rất mong là ông có thể cho tôi một chút thời gian để tôi có thể là giao tiếp với ông. Thì tôi cũng muốn là giúp ông với lại con ông. Tôi nghĩ là lúc trước tới giờ ông chưa chắc gì đã đặt niềm tin cho tôi. Thì tôi cũng mong á, sau rất là nhiều lần rồi thì hôm nay tôi đến đây thì được ông tin tưởng hoàn toàn để có thể là cho tôi có cơ hội để tôi giúp ông. Thì cũng rất mong là được như vậy. Ông hãy ra đây để cho tôi được có thể giúp ông nha.
Nam Mô A Di Đà Phật. Mừng quá ông ra rồi. Không cần đâu, hôm nay cũng không cần là đưa con gái ông ra đâu. Đặt bằng cúng là kế bên cái thân cây đó. Thì cũng mong là con gái ông sẽ hưởng được. Tôi chỉ là có một chút xíu muốn hỏi ông và cũng muốn là khai thị cho ông, giúp cho ông thôi, chứ không có gì hết. Thì tôi biết đó, là trước giờ có lẽ là ông chưa có đặt niềm tin vào tôi nhiều. Nhưng mà qua cái sự kiện hai cái vong linh là của ông Mặt Cười với ông Đầu Chọc cũng thoát được á. Trong khi đó là ông cũng có ngồi kế bên nhưng mà ông lại không có vững mà lại bỏ đi vào thân cây. Tôi nghĩ là ông cũng nhìn ra được, ông sẽ thấy. Đó. Nhưng mà ở đây á, tôi cũng muốn nói với ông như thế này nè. Vì con ông mà ông có thể là không tập trung được, cho nên ông niệm 6 chữ Di Đà rất là khó để được nhất tâm. Hãy cố gắng đọc rõ 6 từ A Di Đà Phật. Đọc thật là rõ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mỗi từ, mỗi câu, mỗi chữ mình đọc ra là mình phải biết mình đọc cái gì và mình đang kêu gọi ai. Đó. Thì rất là khó đối với ông. Hiện tại thì có con gái của ông. Ông cứ kể đi, tôi nghe. Ông biết được là vong linh. Vong linh của vong linh không có là cái xác thực. Không phải là một cái hình hài thật sự. Và khi mất rồi thì tất nhiên á thì tội ai nấy hưởng, phước ai nấy gì, tội ai nấy chịu mà phước ai nấy hưởng. Thì ông nói tôi cũng hiểu là lúc trước cũng cho ông mà con ông bị ông thầy bùa đó hại và đến nỗi phải chết. Và cũng trừ cái gì đó đó mà ông lại không thể nào mà bỏ con được. Ông sợ rất là nhiều. Cho nên tôi biết được cái điều đó. Nhưng nè, tôi cũng khuyên ông á, ông vào ông gặp con ông thì ông nên khuyên như thế này. Thì hai cha con trước sau gì cũng phải rời khỏi nơi đây thôi. Nhưng mà phải cố gắng tìm một cái nơi nào đó để mà mình đến hoặc sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Vì đây rất là khổ. Ông nhìn thấy cảnh khi mà còn sống thì không phải là sung sướng gì. Nhưng rồi lại gặp một cái tình trạng như ông thầy bùa mà hai cha con gặp đó. Đã là kiếp người mà cũng không sung sướng nữa thì thành kiếp ma, kiếp quỷ rồi sung sướng chỗ nào đó. Cho nên á, tôi khuyên á, ông nên vô, ông gặp con ông kêu con ông phải nghe lời ông. Nhưng mà hiện trạng bây giờ chắc có thể là tôi sẽ tách hai cho con ra. Nếu như ông có thể ông nói được với con ông tôi tách ra ở đây á, là tôi tách ra như thế nào. Một
là tôi muốn cho con gái ông đi trước ông. Nếu như nó nghe lời tôi, nó niệm Phật thì nó sẽ đi được trước ông, rồi ông mới vững tâm ông thoát được. Đó. Nhưng mà cái điều này có thể rất khó cho ông với con ông, vì ông có thể là ông sẽ suy nghĩ là tôi sẽ tìm cái cách nào đó để hại bắt con ông. Đó. Cái gì vậy ta? Bởi vậy tôi nói với ông vậy thôi, chắc có lẽ là cái điều này phải là hai cha con ông cùng cố gắng mới tốt hơn. Chứ mình ơn ông thì ông cũng muốn niệm Phật, ông cũng muốn thoát. Đó. Ông nói rằng là ông thấy là hai ông mặt cười với ông đầu chọc, hai ông thoát được. Đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi, ông lại không vững tâm mà ông bỏ vô thân cây. Cũng vì cái điểm đó đó, mà tôi cũng đang rất là khó để mà giúp ông. Thì tôi cũng quên nói với ông như thế này, hồi lúc vừa rồi cũng gần đây thôi, tôi cũng gặp một cái vong linh mặt đen sống cũng rất là lâu ở trong một cái khu vườn. Cũng đưa cho ông coi nè. À mà quên, đã nói được rồi, ông cũng đã thấy ông mặt cười với ông đầu chọc rồi, đúng không? Coi làm gì đó. Ông cũng chứng kiến là ông mặt cười ông đầu chọc rồi đúng không? Thì ông bông linh mặt đen ở trong một cái khu vườn, ông cũng y chang như vậy đó, cũng như ông vậy đó, không tin tôi và luôn luôn có những cái lời nói cũng như là đuổi tôi đi và đe dọa tôi, thậm chí là không tin tưởng tôi nữa. Nhưng mà tôi dùng cái thuật một lá bùa bắt ông lại, và tôi kêu ông niệm 6 chữ Di Đà thì ông niệm được 6 chữ Di Đà. Một khi niệm được 6 chữ Di Đà thì cái lá bùa đó tôi tự biến mất, ông lại thoát ra. Và từ đó ông mới tin là niệm Phật. Ông càng ngày càng niệm thì khuôn mặt của ông, nói tóm lại là ông thì nó cũng ghê, nhìn khuôn mặt nó ghê, tôi nói thẳng ha. Đó. Cho nên ông biết được là cái khuôn mặt cũng rất là dễ sợ, và khuôn mặt ông cũng không khác nhưng mặt ông cũng rất là dễ sợ. Đó. Ông còn hỏi tôi có sợ ông không? Nhưng mà cũng vì tin 6 chữ Di Đà mà gương mặt ông chuyển thành lại màu trắng như là một linh hồn bình thường. Rồi ông tinh tấn ngồi niệm Phật. Và sau khi nhất niệm là ông được rước đi luôn. Thì tôi nghĩ ông cũng được như vậy thôi chứ không khác gì đâu. Nhưng mà có một cái phải cố gắng, hai cha con phải cố gắng. Tôi chỉ mong là ông với con gái ông phải tin tưởng vào 6 chữ Di Đà. Đó. Nam Mô A Di Đà Phật rất là dễ. Nhưng cái khó là mình không có tập trung. Mình không niệm được. Khó là khó ở chỗ đó. Tôi cũng mong là ông với con gái ông sẽ cố gắng. Bây giờ thì chỉ là như vậy thôi. Ông có thể là ông và ông nói với con ông đi, rồi hai cha con cùng nhau đồng tâm hiệp lực, hai cha con đồng niệm Phật và hai cha con cùng giải thoát. Và sau khi giải thoát được về nơi cõi tịnh độ thì mỗi người sẽ được hưởng một cái phước lộc riêng, và mỗi người sẽ được cái quả riêng. Người nào tinh tấn hơn, tu hành nhiều hơn đó. Người nào ngộ đạo nhiều hơn, hiểu ra chân lý nhiều hơn thì cái đức độ sẽ cao hơn đó. Tùy theo thôi. Bây giờ hai cha con ông chỉ là cái kiếp luân hồi, rồi mang nợ với nhau, rồi sanh ra người làm cha, người làm con đó. Thậm chí có nhiều đời kiếp xa, kiếp trước đó, thì thậm chí là con ông cũng có thể là cha, là mẹ, hoặc là ông nội của ông cũng không chừng. Đó, cho nên á phải bỏ ra cái chuyện đó đi. Hiện tại bây giờ đã là một con linh rồi thì ngoại trừ là sợ là những gì thầy tà đạo bắt thôi, chứ đừng nên sợ gì nữa hết. Mà tinh tấn niệm 6 chữ Di Đà. Đó. Ở đây tôi cũng thấy là chắc là ông cũng thấy được là ở đây cũng rất là thoải mái đúng không? Không có sợ ai phải đánh quấy rầy đúng không?
À. Từ giờ ông cứ nghe lời tôi đi, ông cứ hưởng đồ ăn xong thì ông cũng có thể là kêu con gái ông ra ăn cũng được, và không mấy con gái ông trong đó cũng có thể hưởng được, tôi để rất là gần, không cần phải kêu con gái ông ra đâu. Cố gắng khuyên con gái ông nè. Giờ tôi sẽ để cái máy niệm Phật ở đây cho hai cha con nghe một chút xíu. Và ông nên khuyên là ông phải nên nói vào đây, ở đây có cái tiếng nhạc, cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nè, ông khuyên con ông. Còn lần nếu như lần sau tôi đến thì tôi mong hai cha con sẽ cùng ra luôn đó, thì tôi có thể là tôi nói luôn cho hai cha con cùng hiểu, và sau này hai cha con ông sẽ cùng niệm Phật với tôi đó. Ở bên kia là tôi có để một cái bông cũng rất là dữ đó. Ông đó là quỷ chúa đó, nhưng mà tôi sẽ nhốt ông lại. Ông có bệnh đó, khi nào hai cha con rảnh, hai cha con anh nhìn ổng đi, ổng cũng là một tên ác quỷ đó. Đó, nhưng rồi cũng bị tôi bắt thôi, nhưng mà tôi cũng không có làm gì ổng. Bây giờ cái nhà ơi, mình cũng xin kết thúc video cái nhà ơi. Mình chỉ để cái máy ở đó cho hai cha con nghe thôi, chứ cũng không biết là hai cha con có ra nghe hay không. Thì mình để kế cái cây luôn cái nhà. Bây giờ mình xin kết thúc video và hẹn cái nhà một clip tiếp theo nha. Bye bye nha cái nhà.